Yo 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 yo, hello anh em, hai hai. Chào mừng em quay trở lại với Kenshin Park và channel của mình. Mình đang rất nghiêm túc đây, hello anh em. Chào mừng anh em đến với thông báo chính thức về live đặc biệt 4.4, rồi buổi tọa đàm nhóm phát triển và trải nghiệm cái sự kiện đấu bọ Arateki vừa mới đang diễn ra. Về thông tin live thì cũng đã nhắc rất là nhiều rồi, nên là mình sẽ để nó lại đoạn sau. Chúng ta hãy đến luôn với cái buổi tọa đàm nhóm phát triển để xem có những thông tin mà anh em mong chờ không nhé. Cái điểm đáng chú ý nhất của bản tin của buổi tọa đàm nhóm phát triển 17 tháng 1 đó chính là cái trang bị nhanh thánh di vật. Về cái trang bị nhanh thánh di vật thì nó có hai cái tùy chọn ở đây, một cái là quick load out. Thì khi chọn vào cái này, anh em sẽ sử dụng cái hệ thống nó đề xuất và nó dựa trên cái dữ liệu của người sử dụng gần đây, nói chung bên nguyên từ Honkai Rail sang. Nó sẽ đeo cho anh em những cái món di vật mà chưa có nhân vật khác sử dụng. Còn cái custom load out này thì nó sẽ là một cái dạng anh em tự thiết lập các phương án. Trong đó thì anh em có thể chọn dòng chính, cùng có đồng hồ, ly và mũ. Và loại thánh di vật anh em có thể chọn bộ luôn. Về cái bên dưới thì anh em có thể chọn những cái dòng phụ, ở đây có một dòng và hai dòng. Và lựa chọn khác thì anh em có thể chọn là chỉ chọn thánh di vật chưa được ai trang bị thôi, và có thể là chọn cả thánh di vật người khác đang trang bị nữa. Thì theo mình cái này cũng khá là hay. Với cái tính năng này, anh em có thể lọc ra được những cái miếng di vật mà anh em có thể quên là đang đeo cho một nhân vật nào đó gần đây anh em không sử dụng, hoặc là anh em bỏ quên. Khi đó thì anh em có thể nhìn được toàn cảnh cái bộ di vật nó theo cái tiêu chí anh em chọn. Anh em có thể tối ưu cái bộ di vật hơn. Đây là một cái phần khá là hay để tối ưu bộ thánh di vật của anh em. Nó hoạt động thực tế như nào thì mình chưa rõ, nhưng mà chắc chắn là có thể dùng được theo cách đó. Ok anh em, khi đã chọn xong những cái thuộc tính thì nó cho anh em xem như thế này, và cả nhân vật đang trang bị bằng một cái icon nhỏ nhỏ ở góc phải bên trên. Nếu câu hỏi của anh em là đây có phải là lưu thánh di vật không thì hiện tại là mình chưa rõ anh em ạ, bởi nó không cho mình xem những cái thông tin tùy chọn khác. Không biết là có thể lưu được nhiều cái phần custom loadout hay không. Có thể là sẽ không phải lưu thánh di vật, bởi vì nếu là lưu thánh di vật thì họ đã giới thiệu là lưu thánh di vật chứ không phải là trang bị nhanh. Nhưng theo mình thì đây là một cái cải tiến mà có thể gọi là có phần nào hữu ích. Nội dung đáng chú ý thứ hai trong cái buổi tọa đàm nhóm phát triển này đó chính là về ấm trần ca. Thì họ đã nói về ưu hóa phân loại đồ trang trí, nó sẽ nói chung là dễ sử dụng hơn, cái này dành cho người sử dụng ấm thường xuyên. Cái thứ ba đó là ưu hóa thời khắc nhớ nhung, nó sẽ ưu tiên hiển thị nhân vật đã hoàn thành nhiệm vụ đồng hành, liên quan nhiều đến phần nhiệm vụ đồng hành. Tiếp theo là về điều chỉnh hệ thống và tính năng thì có thêm nhắc nhở rèn luyện thám hiểm. Cái này cũng hay. Họ phát hiện ra rằng là có nhiều người làm daily nhưng mà quên nhận cái phần ủy thác mỗi ngày ở Catherine. Cho nên là trong phiên bản 4.4 thì họ đã thêm nhắc nhở cái chấm than màu đỏ này. Với cái chấm than màu đỏ này thì anh em sẽ ít quên hơn. Và tiếp theo một cái cực kỳ quan trọng đó là về tăng giới hạn thiết lập đội. Chúng tôi đã tăng số lượng đội lên đến 15 đội luôn từ phiên bản 4.4 trở đi. Tuyệt vời. Anh em có thể bố trí thêm nhiều team hơn để chọn nhanh. Về ưu hóa thử tân thủ cũng là một cái rất là hay. Trong thử tân thủ thì khi dùng thử có thể chọn khiêu chiến của nhân vật tiếp theo, anh em sẽ không phải thoát ra vào lãi nữa. Thêm tính năng chế độ toàn màn hình thì đây là cái borderless, cái cửa sổ nó sẽ không có cái thanh ở bên trên. Trước đây khi chưa có cái tối ưu này thì đã có thêm những cái shortcut để có thể làm được, còn bây giờ thì có vẻ như là không cần nữa, dùng luôn trong game cũng được. Tiếp theo đó là về cái ưu hóa độ chính xác của mô hình, thì cái hình bên trái hình bên phải nó khác nhau ở chỗ nào anh em, mình thấy có phần độ sáng nó có vẻ là khác biệt, còn anh em nhìn thấy những điểm khác biệt nào anh em hãy để lại bình luận nhé. Tổng kết lại thì cái buổi tọa đàm nhóm phát triển 17 tháng 1 này cũng có rất nhiều thông tin hấp dẫn và thông tin quan trọng. Trước đây mình có nhắc về những cái thông tin như là buy banner hay là về cái vụ bán vũ khí nam sao trong shop, thì những cái thông tin đó là những thông tin giang hồ. Trong bản tin này thì không được đề cập một chút nào, như vậy thì có thể là nó sẽ xuất hiện ở cái phiên bản 4.5, thì có thể là đến cái buổi tọa đàm nhóm phát triển sau thì nó mới được giới thiệu, như vậy thì nó cũng không đến muộn hơn đâu anh em. Về thông báo live đặc biệt thì nó đi cùng với một cái thông báo về album nhạc. Mình sẽ đến với cái chương trình đặc biệt trước nhé. Nhà lữ hành thân mến, chương trình đặc biệt chào mừng phiên bản mới của Genshin Impact sẽ phát sóng trên kênh Twitch chính thức vào 19 giờ thứ sáu ngày 19 tháng 1 2024 UTC+7. Nó đã đổi sẵn sang giờ Việt Nam rồi. Như vậy là vào khoảng 7 giờ tối ngày 19 tháng 1 là anh em sẽ có thể xem được cái live đặc biệt này nhé. Chương trình cũng sẽ được đăng tải trên YouTube chính thức vào 8 giờ tối thứ sáu ngày 19 tháng 1 2024 UTC+7. Cũng đã đổi thời gian luôn rồi. Về hai cái link để xem trực tiếp thì anh em có thể thấy ở đây. Vậy thì chắc chắn là mình sẽ bố trí thời gian để like cái chương trình đặc biệt này, chương trình Tết mà. Rất hy vọng là anh em sẽ dành thời gian để theo dõi cái chương trình live đặc biệt này cùng với mình nhé. Và mong là chúng ta sẽ có một cái buổi live thật là xôm với thật nhiều những thông tin nổ não. Đây là cái ảnh quảng cáo live đặc biệt 4.4 dành cho khu vực Nhật Bản. Về cái album nhạc Genshin thì họ thông báo đây đó là OST chủ đề nhân vật thứ tư của Genshin Impact đã chính thức ra mắt. Và có 26 bản nhạc gốc. Không rõ là những cái album kiểu như này thì nó có đi kèm với sự kiện web hay không. Nếu như có thì mình sẽ đăng tải những cái thông tin đó đến với anh em trong thời gian sớm nhất nhé.
Về sự kiện đấu bọ thì khi vào game mình bất ngờ nghe thấy giọng Pai Mùng léo nhéo. Đây là một sự kiện 420 nguyên thạch mà chúng ta lại có lồng tiếng tiếp anh em ạ. Và nó đảm bảo là một cái sự kiện có cốt truyện hay. Và đúng là hay thật. Trong cái phần sự kiện này mình đọc không thiếu đoạn thoại nào luôn. Mặc dù là nó rất là dài nhưng mà nó giải trí. Ví dụ như đoạn này chẳng hạn. Kiyo, machita mae. Ore ga senjin o kiri, tekishou no jitsuruku o sagurou. Kakare, kongo o shindome mushi o. Aizu no zenryuku o hikidashite yare. Kongo o shindome mushi o. Ichigeki de tatakai o owaraseta dato? Ariene. Sette ni ariene. Gyokushou, dou yara aizu no jitsuruku wa baka mitei na mitame to ore sama no kansatsu nioru to あいつは体がでかすぎ。さあ、赤紅一生。あいつの手足と尻尾を避け、攻撃するのは。なあ。キヨ、俺がもう何匹か虫を出して援護して。Và còn mấy đoạn khác nữa, đoạn nào mình thấy nó cũng hề cả.Và cũng bất ngờ là có Silobu xuất hiện ở sự kiện này. Trước đây có thông tin nhưng mà mình không để ý. Đến lúc xuất hiện thì bất ngờ nó mới thú vị. Ok, về cái màn tutorial thì nó giới thiệu về một cái nút Q. Cái này thì cũng trong line đặc biệt cũng có rồi. Đến lúc sử dụng thì mình thấy nó khá là hay. Về cái Q này thì có thể dùng để counter attack, dùng để phản lại sát thương quả cầu. Nhưng mà trong cái màn chơi hôm nay thì do đối thủ của cái màn đầu tiên này nó quá đơn giản, cho nên là nó không phát huy được cái khả năng của nó. Về cái màn đầu tiên thì rất đơn giản thôi, nó cũng không có gì cả. Nếu có thì chỉ làm lâu rồi anh em không đấu bọ, anh em sẽ có đồng cảm với Shinobu. Nó kiểu khớp khớp ấy, chơi một lúc rồi anh em sẽ quen tay để canh được cái ô gạch. Ok anh em, các đối thủ về sau chắc chắn là nó sẽ thú vị hơn và chúng ta có thể chiến đấu máu lửa hơn. Cái sự kiện này thì nó cũng sẽ cho chúng ta, nếu như anh em chưa làm daily mà chơi sự kiện luôn thì anh em coi như là xong cái daily của ngày hôm nay. Nếu anh em chưa thấy cái phần sự kiện nó diễn ra thì có thể là do anh em chưa đủ cấp độ hạng mạo hiểm, nó yêu cầu là hạng mạo hiểm 20, hoặc là do anh em đang chơi ở một server khác mà nó sẽ mở ra sự kiện sau nhé. Ok anh em, vậy với những cái thông tin này thì mình sẽ xin phép kết thúc cái video của Genshin Impact trong ngày hôm nay nhé. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Chúc anh em một ngày thật vui. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video sau.